Chuẩn bị. Chị em mình cùng học bài quyền số 1, chuẩn bị. Bước chân trái ra. Và hai tay đỡ đỡ phần gối của mình. Một là đưa tay lên và ghép với dòng máu lạc hồng. Dòng máu lạc hồng. 4.000 năm là 2. Dòng máu đỏ tươi là 3. Chảy trong tim mình là 4. Nòi giống lạc hồng là 5. Giống rồng tiên là 6. Nguyện vốn là 7. Bao đời đất mẹ là 8. Nhịp chống hào hùng là 9. Mãi còn vang. Bao lớp người đi là 11. Ra nơi thiên thủy là 12. Hình bóng mẹ già là 13. Đứng đợi con là 14. Đạp vào sử sách là 15. Để tay xuống đây. Hào hùng là 16. Nhạc là 17. Tiếp tục nhạc là 18. Về tư thế chuẩn bị, hai tay dang ra và chân trái bước về. Hai tay đặt